So, yes, today's topic is about toys. Và chủ đề của bài học hôm nay của chúng mình là về đồ chơi. So, what toys do you have? Today, we are going to learn some of the toys in English. Và hôm nay chúng mình sẽ tìm hiểu một số đồ chơi trong tiếng Anh được gọi là gì nhé. So, with the topic about toys, what vocabulary and modal sentences are we going to learn? Vậy với chủ đề là đồ chơi, chúng mình sẽ học những từ vựng và cấu trúc câu nào? Các em hãy cùng theo dõi nhé! First up, vocabulary. We are going to learn doll. Doll. Teddy bear. Teddy bear. Car. Car. Robot. Robots. Ball. Ball. Puzzle. Puzzle. Yo-yo. Yo-yo. Ship. Ship. Plane. Plane. Kites. Kites. Have. Have. Hats. Hats. And the modal sentences. Do you have any toys? Do you have any toys? Yes, I do. Yes, I do. No, I don't. No, I don't. Does she have any toys? Does he have any toys? Yes, she does. Yes, he does. Or no, she doesn't. No, he doesn't.